thôi, giờ này nó không xem ai ra gì. Tao phải cho nó biết ai mới là chủ cuộc chơi. Ủa, nó đi tìm tôi chứ đâu phải tìm ông. Tôi đợi ông xếp chuyện nó về chung nè. Nhà ông về, tôi tự về được. Sao ra ông lạ vậy ta? Tôi với ông ở chung nhà mà. Chắc vợ con ông ở nhà lo cho ông dữ lắm á. Vợ hả? Ê, mình đi uống cà phê đi. Lúc nay tôi vẫn gấp tay trái mà. Mình thuận tay phải mà. Ông còn sống hả? Tưởng nay thất một rồi chứ. Người ta có đua xe thì đua xe. Mấy ông có đua được ngày nào không? Mấy ông nói. Sao tự nhiên bữa nay em nói chuyện nhục điểm ông coi vậy? Cái gì mà quá trời vậy trời? Biết lái xe không? Ôi con mà lái là ngày mai mặt con trên đầy mặt báo luôn á. Mang thứ tao cần về đây. Nếu như nó kháng cự, giết nó luôn cũng được. Hơi thở cô nấy đang yếu dần. Chúng nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Hai ông này nè, nói con ông á là cái độ bất hảo. Nói gì thì nói, đừng nói tới con trai tôi nghe. Nó có gì thì kệ nó. Sao tôi phải nhìn người thân mình nằm trong hoàn cảnh này hoài vậy? Tôi thấy là ông có thích nó đâu. Đã lâu không tràn đầy cho khoảng cách. Không nhận thằng này nó xứng nha. Thằng ăn bám vợ, kết thân với thằng ở tù về. Mà tại sao là ông Kỳ mà không phải là em hay anh Lộc? Lỗi của anh á. Là do lỗi của anh. Cái này là chú muốn cắt cái gì á?